Nhắc đến thể loại ngôn tình của Trung Quốc, chắc chắn không thể bỏ qua những câu chuyện hài hước nhưng cũng đầy lãng mạn của các cặp đôi cưới trước yêu sau trên màn ảnh. Đề tài này tuy không còn mới lạ nhưng vẫn thu hút đông đảo khán giả nhờ kịch bản thú vị cùng phản ứng hóa học bùng nổ của các cặp đôi chính. Cùng mình điểm qua những bộ phim cổ trang cưới trước yêu sau được khán giả yêu thích trên màn ảnh Hoa ngữ trong 3 năm qua nhé. Khanh Khanh Nhật Thường. Khanh Khanh Nhật Thường là bộ phim cổ trang chữa lành được phát sóng cuối năm 2022. Phim đã nhận cơn mưa lời khen nhờ nội dung nhẹ nhàng, hài hước nhưng vẫn sâu lắng và đong đầy cảm xúc. Lấy bối cảnh ở một thế giới cổ trang giả tưởng, nơi thiên hạ được chia thành Cửu Xuyên, trong đó đứng đầu là Tân Xuyên. Cửu Xuyên nhiều năm hỗn loạn, đến khi Tân Xuyên giành chiến thắng đã ký hòa ước trăm năm. Mỗi vùng phải chọn ra nữ tử hợp tuổi đến liên hôn với các thiếu chủ của Tân Xuyên. Lý Vi, do Điền Hy Vi thủ vai, là một cô gái nhà nông đến từ Tế Xuyên. Vào ngày tuyển chọn, nàng vô tình lạc vào biệt uyển của Lục thiếu chủ Doãn Tranh, do Bạch Kính Đình thủ vai. Lục thiếu chủ vì muốn ngụy tạo hình ảnh ốm yếu, không màng chính sự để che mắt người đời, cố tình chọn Lý Vi để kết thành phu thê, trong khi vốn dĩ nàng đã gần như bị loại. Hiểu lầm ban đầu cùng những tình huống giờ khóc giờ cười dần khiến đôi bên này sinh tình cảm và kéo họ lại gần nhau hơn. Họ cùng nhau vượt qua muôn vàn trắc trở, định kiến của xã hội phong kiến để có được cuộc sống hạnh phúc, bình yên mà cả hai hằng mong ước. Bên cạnh đó, câu chuyện của Ngũ thiếu chủ Doãn Kỳ cùng cô vợ đầu đội trời chân đạp đất Thượng Quan Tịnh, hay gia đình Tam thiếu chủ cùng 24 tiết khí cũng là những hương vị không thể thiếu xuyên suốt của bộ phim. Từ những chi tiết nhỏ bé, đời thường trong cuộc sống hàng ngày của gia đình các thiếu chủ, bộ phim đã khéo léo gửi gắm thông điệp về sự bình đẳng, về tình yêu, tình bạn, tình cảm gia đình cũng như những vấn đề về sức khỏe tinh thần đến khán giả. Ở rể phần 1. Vốn là một dự án nhỏ lẻ, lại không quy tụ dàn diễn viên sáng giá, nhưng Ở rể vẫn thành công. Đây là bộ phim cổ trang cưới trước yêu sau chiếm được cảm tình của khán giả nhờ nội dung thú vị và hài hước. Ở thời hiện đại, Giang Hạo Thần là ông trùm đầu tư trong giới tài chính. Một lần bị trọng thương đã vô tình đưa anh xuyên không về cổ đại, sống trong thân xác của Ninh Nghị, do Quách Kỳ Lân thủ vai, chàng rể có phần khờ khạo và vô dụng của Tô gia. Thực ra mối hôn sự của Ninh Nghị và tiểu thư Tô Đàn Nhi, do Tống Dật thủ vai, vốn chỉ để phục vụ cho mục đích kế thừa gia nghiệp của vị tiểu thư nhà họ Tô. Biết được điều đó, Ninh Nghị quyết định chỉ sống một cuộc đời an nhàn, hưởng thụ. Thế nhưng, số phận lại không cho phép anh rửa tay gác kiếm, liên tục đẩy Ninh Nghị vào những tình huống oái ăm, bất đắc dĩ. Cuối cùng, anh quyết định trợ giúp thê tử của mình xây dựng sự nghiệp, chuyện tình của họ cũng từ đó mà đơm hoa kết trái. Cầm Tâm Tựa Ngọc. Được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng Thứ Nữ Công Lực của tác giả Chi Chi, bộ phim xoay quanh cuộc đời của nàng thứ nữ La Tộc, La Thập Nhất Nương, do Đàm Tùng Vận thủ vai. Thập Nhất Nương và mẹ ruột vốn là thiếp của La gia không được sủng ái, từ nhỏ đã bị đẩy sống bên ngoài La Phủ, cuộc sống vô vàn khó khăn. 3 năm sau, nàng và mẹ được đón về La gia để thực hiện một cuộc kết hôn giao dịch với Từ Phủ, ép gả cho hầu gia Từ Lệnh Nghi, do Trung Hán Lương thủ vai, để làm kế thê. Cuộc hôn nhân vì nghĩa vụ với gia tộc đã đẩy La Thập Nhất Nương vào vô vàn rắc rối. Nàng liên tục phải đối đầu với dàn thiếp mưu mô, xảo quyệt của chồng và mẹ chồng khó tính. Thế nhưng, là một người phụ nữ thông minh, khéo léo, lại có tư tưởng hiện đại, nàng quyết không để bản thân chịu thiệt thòi mà dũng cảm đấu tranh cho cuộc đời mình. Từ Lệnh Nghi cũng vì thế mà dần nảy sinh tình cảm với nàng. Họ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, biến cố để có được cuộc sống êm đềm, hạnh phúc. Ly Nhân Tâm Thượng. Từ Sơ Nguyệt, do Hồ Ý Hoàn thủ vai, là công chúa thứ 9 của Hoàng đế Nam Tang Quốc. Vì là con nuôi nên từ nhỏ nàng đã không được sủng ái, lại còn bị mắc chứng bệnh mất ngủ nan y. Bởi vì khi ngủ vào ban đêm, nàng sẽ mơ những giấc mơ dự đoán được tương lai. Khả năng này là do một viên đá đặc biệt ở trong cơ thể nàng từ khi còn nhỏ. Và nếu Sơ Nguyệt cố gắng thay đổi tương lai được dự đoán, nàng sẽ bị gặp nguy hiểm. Một lần lúc nàng mơ thấy mình bị thích khách sát hại, trong lúc bị truy đuổi, một kẻ áo đen bất ngờ xuất hiện cứu Sơ Nguyệt. Hoàng thượng nghi ngờ kẻ lạ mặt ấy là Tiết Diệu, do Trịnh Nghiệp Thành thủ vai, vị tướng quân được mệnh danh là chiến thần Nam Tang, người vừa lập công lớn và thắng trận trở về. Lo sợ Tiết Diệu sẽ có mưu tạo phản, hoàng đế đã ban hôn cho chàng với Sơ Nguyệt nhằm lợi dụng nàng theo dõi, canh chừng tướng quân. Vị tướng quân lạnh lùng Tiết Diệu luôn muốn điều tra cái chết của anh trai và nghĩ rằng Sơ Nguyệt có thể là manh mối chàng cần, nên đồng ý. Nhưng cuộc hôn nhân không có tình yêu đã dẫn đến nhiều hệ lụy giờ khóc giờ cười cho cả hai người. Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn. Cũng là một bộ phim cổ trang cưới trước yêu sau, Trần Tiểu Thiên, do Triệu Lộ Tư thủ vai, là tác giả tiểu thuyết mạng. Một lần, trong lúc sửa kịch bản cuốn tiểu thuyết cổ trang, Tiểu Thiên đã ngất đi và vô tình xuyên vào tác phẩm của mình. Trớ trêu thay,
cô lại rơi vào vai phản diện Trần Thiên Thiên, nàng công chúa độc ác có hôn ước với nam chính Hàn Thước do Đinh Vũ Hề thủ vai, nhưng chỉ sống được vài tập. Để đảm bảo tính mạng của mình, Trần Thiên Thiên đã tìm mọi cách để xoay chuyển diễn biến câu chuyện. Vì muốn trở về thế giới thực, Thiên Thiên dùng mọi cách để gắn ghép nam chính và nữ chính gốc là Trần Sở Sở, hòng để câu chuyện mau đi đến đoạn kết. Nhưng lạ là những việc Tiểu Thiên làm không những không khiến Hàn Thước yêu Sở Sở, mà ngược lại Hàn Thước lại ngày càng có cảm tình với Thiên Thiên. Trường Phong Độ. Bộ phim Trường Phong Độ kể về câu chuyện cưới trước yêu sau của hai nhân vật Liễu Ngọc Như do Tống Dật thủ vai, cùng với Cố Cửu Tư do Bạch Kính Đình thủ vai. Liễu Ngọc Như là cô gái từ nhỏ đã chịu nhiều uất ức do bị cha và mẹ kế ghẻ lạnh. Cô luôn cố gắng để trở thành một tiểu thư khuê các chuẩn mực, để sau này được gả cho một phu quân tốt. Tuy nhiên, cuối cùng cô lại phải thành thân với Cố Cửu Tư, một vị thiếu gia chỉ thích ăn chơi. Cuộc hôn nhân đầy các tình tiết oái oăm giữa hai người nhưng lại được ủng hộ nhiệt tình từ phía cha mẹ của Cố Cửu Tư, điều này đã giúp tình cảm giữa hai nhân vật dần nảy sinh. Vì để giúp Cố Cửu Tư trưởng thành và có thể làm trụ cột trong gia đình, Liễu Ngọc Như đã bắt đầu một quá trình dạy chồng đầy hài hước. Sau đó, những biến cố xảy đến đã khiến cho chàng công tử ăn chơi lười làm ấy dần trưởng thành hơn, cũng từ đó mà tình cảm của Cố Cửu Tư và Liễu Ngọc Như cũng ngày càng sâu đậm hơn theo thời gian. Thế nhưng giữa lúc gia đình mới hạnh phúc chưa được bao lâu, thì biến cố thời cuộc lại một lần nữa ập đến. Liễu Ngọc Như cùng với Cố Cửu Tư phải đối mặt với rất nhiều sóng gió để bảo vệ những người mình yêu thương. Thâu Tâm Họa Sư. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Vương Phi Không Đáng Tin của tác giả Vãn Hà, được chỉ đạo quay bởi đạo diễn Kha Chính Minh. Thâu Tâm Họa Sư kể về nữ họa sĩ thiên tài Hùng Hy Nhược do Hy Tử thủ vai. Cô có khả năng đặc biệt chỉ cần nhìn một lần là ghi nhớ mãi mãi bởi vì vẽ tranh liên quan đến quý tộc Lý Thị mà bị truy bắt. Trong khi trốn thoát, cô chấp nhận một đơn đặt hàng được trả lương cao, yêu cầu cô phải lẻn vào Lý Phủ để vẽ bức tranh về Tứ Đại La Hán bí ẩn. Hùng Hy Nhược được cử đến để phục vụ đại thiếu gia Lý Hoàng Bân do Hạ Ninh Tuấn thủ vai của Lý Phủ, người bị đồn là độc ác hung dữ. Lý Hoàng Bân là đại công tử Lý gia, là người luôn một lòng nghĩ đến việc quân, dù cha chàng muốn chàng sớm yên bề gia thất. Vì một sự cố ngoài ý muốn mà Hy Nhược và Hoàng Bân đành phải thành hôn. Cuộc hôn nhân miễn cưỡng này vừa có thể giúp Hy Nhược bảo toàn mạng sống, vừa giúp Hoàng Bân tránh lấy phải những người chàng không muốn lấy. Hai người ban đầu chẳng ưa gì nhau, dần dần cũng nảy sinh tình cảm. Hư Nhan. Theo mô típ ngược trước ngọt sau, bộ phim Hư Nhan xoay quanh câu chuyện về hai cô nàng có thân phận hoàn toàn khác nhau. Đại tiểu thư Thẩm Thấm, Tống Chiêu Nghệ của phủ tướng quốc mang nét đẹp khuynh nước khuynh thành, nhưng quyết không muốn trở thành công cụ tranh giành quyền lực của phụ thân để thành thân theo sự sắp đặt của ông. Trước ngày xuất giá, Thẩm Thấm đã quyết định tiến hành đổi mặt, muốn thay đổi thân phận mới với một người khác. Người này chính là Thập Thất, một nữ họa sư tài sắc vẹn toàn đang tìm kiếm vị tỷ tỷ đang không rõ tung tích. Vô tình trúng kế của Thẩm Thấm, Thập Thất sau khi tỉnh lại đã được gả đến phủ Tiêu tướng quân, nàng hết sức bàng hoàng phát hiện bản thân đã trở thành Thẩm Thấm. Chớ trêu thay, tướng công của Thẩm Thấm lại là vị tướng quân đã từng ra tay cứu mạng Thập Thất 3 năm về trước. Trái tim hỗn loạn, Thập Thất có chút rung động với vị ân nhân này. Không chấp nhận sự thật, Thập Thất tìm đến Thẩm Thấm muốn đổi lại dung nhan. Nào ngờ, Thẩm Thấm đâu dễ dàng chấp nhận, dùng tính mạng của tỷ tỷ nàng để uy hiếp, buộc nàng phải ở lại bên cạnh Tiêu Hàn Thanh. Trải qua thời gian chung sống, Tiêu Hàn Thanh dần phát hiện thê tử hiện tại ngày càng giống với cô gái 3 năm trước vẫn chưa thể nào quên được. Sau khi Thẩm Thấm thay đổi dung mạo liền đến bên cạnh Ninh Vương, nhưng Ninh Vương chẳng những không yêu cô ta mà thường xuyên đến tìm Thập Thất. Lúc này, Thẩm Thấm bắt đầu suy tư, rốt cuộc Ninh Vương đã bỏ rơi nàng hay là đã thật sự yêu nàng. Vân Tịch Truyện. Được chuyển thể từ tiểu thuyết xuyên không nổi tiếng Thiên Tài Tiểu Độc Phi của tác giả Giới Mạt, bộ phim cổ trang Vân Tịch Truyện khiến dân tình dậy sóng ngay từ những tập đầu tiên. Bộ phim là câu chuyện kể về cuộc đời Hàn Vân Tịch do Cúc Tịnh Y thủ vai, một cô gái tinh thông độc thuật. Do có sẹo độc trên mặt nên Hàn Vân Tịch luôn bị mọi người xa lánh, chê bai. Trong một cơ duyên, vì muốn tìm lại mẹ của mình, Vân Tịch nghe lệnh Thái Hậu và Thiên Huy Đế gả vào phủ Tần Vương, làm Tần Vương Phi để thám thính tình hình của Tần Vương, Long Phi Dạ, do Trương Chiết Hạn thủ vai. Hàn Vân Tịch cũng khiến Cố Thất Thiếu động lòng với cô, luôn ra tay giúp đỡ, bảo vệ mỗi khi Vân Tịch gặp nguy hiểm. Trải qua nhiều biến cố, Hàn Vân Tịch động chân tình với Tần Vương, trợ giúp Long Phi Dạ phá giải các âm mưu của Hoàng Thất Thiên Ninh Quốc, Bắc Lệ và Tây Khâu. Sau này Hàn Vân Tịch vì muốn giải độc cổ cho Long Phi Dạ đã hy sinh bản thân mình. Nhờ vào năng lực thần kỳ của chiếc vòng tay, Hàn Vân Tịch đã sống lại và cùng Long Phi Dạ quy ẩn núi rừng, sống một cuộc đời an ổn, bạc đầu giai lão, không chia không lìa. Tướng quân ở trên. Phim kể về nữ chính Diệp Chiêu, cô là con gái của tướng quân Diệp Đức, lớn lên trong doanh trại, chuyên cải nam trang, võ nghệ cao cường.
Nàng nổi danh trên chiến trường khiến mọi kẻ thù khiếp sợ, đánh đâu thắng đó, lập hàng trăm chiến công lẫy lừng. Khi trở về, Diệp Chiêu đã được Hoàng thượng ban hôn cho Triệu Ngọc Cẩn, Mỹ Nam đệ nhất Đại Tống, cháu trai của Hoàng đế. Từ đây, mối lương duyên, nghiệt duyên giữa nữ tướng quân dũng mãnh và đệ nhất Mỹ Nam như hoa như ngọc bắt đầu và khiến cả thiên hạ đau đầu nhức óc vì những màn đấu đá của họ. Để góp vui thêm cho gia đình thêm rộn ràng, Triệu Ngọc Cẩn còn có ba tiểu thiếp, nàng nào nàng ấy đều ngưỡng mộ và thần tượng vợ cả Diệp Chiêu. Cùng với nghĩa muội Liễu Tích Âm luôn nghĩ Diệp Chiêu là nam nhi và muốn được gả cho nàng. Bạn đã xem được bộ phim nào rồi trong số những bộ phim mà mình đã nhắc đến ở trên? Hãy để lại nhận xét của bạn về phim đó dưới phần bình luận nhé! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video kế tiếp. See you!